Tình tiết bất ngờ trong cuộc sống hôn nhân của thanh niên 16 tuổi lấy bà lão 70. Sau đám cưới chấn động thế giới, chuyện tình bà lão 71 tuổi với cậu thiếu niên 16 tuổi hé mở những tình tiết không thể ngờ đến. Tình yêu luôn là điều kỳ lạ, nhưng mà kỳ lạ đến mức mà một bà lão 71 tuổi lại cưới cậu thiếu niên 16 tuổi, có lẽ chỉ có ở Indonesia. Ngày 2 tháng 7 năm 2017, một đám cưới trở thành tâm điểm của cả thế giới diễn ra tại Ogon Komering Ulu, miền nam Sumatra, Indonesia. Chủ rể dũng cảm là anh Seramat Zadi, khi đó chỉ mới 16 tuổi, còn cô giao duyên dáng là cụ bà Rohaja vừa bước sang tuổi 71. Được biết trong mối quan hệ này thì Seramat Zadi là người theo đuổi vì đã nảy sinh tình yêu trước người phụ nữ hơn mình 55 tuổi. Cậu thiếu niên cho rằng quá phụ này là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời mình và khăng khăng đòi cưới bất chấp lời can ngăn từ gia đình. Thậm chí chàng trai trẻ đã dọa từ tử nếu như không lấy được người mình yêu. Sau đám cưới thì sẽ làm mát, Ria ra đi và vợ còn lên truyền hình để chia sẻ về đêm tàn hồn tuyệt vời. Anh tự hào nói rằng, chúng tôi đã có một đêm tàn hồn tuyệt vời, tôi không ngờ vợ mình lại còn được như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, cậu thiếu niên 16 tuổi luôn là người ghen tuông. Thậm chí cậu còn khóa trái cửa nhốt vợ 71 trong nhà vì lo rằng vợ sẽ bị người ta đưa đi. Theo các báo của Indonesia thì bà Rojaha 71 tuổi đã nhiều lần phải đến phòng khám vì kiệt sức. Các bác sĩ đã khuyên can đôi vợ chồng này nhưng mà biết làm sao được, họ đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời sống vợ chồng. Mới đây thì xe làm đã đăng tải bức ảnh cậu ngồi âu yếm bên người vừa đáng tuổi ba mình ở trên tài khoản Instagram. Trong bức ảnh thì cặp đôi cùng nhau ngồi trên một băng ghế. Xe đã tỏ ra chứng chạc trong khi bà Rohaza diện áo hồng trẻ trung, trang điểm ngọt ngào, dự vào lòng chồng. Trong bức ảnh mới nhất của hai vợ chồng thì bà lão dường như có vẻ trẻ ra, khiến cho tuổi tác của cả hai cũng không chênh lệch nhiều như trước. Câu chuyện tình kỳ lạ của cặp đôi bà cháu này vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của mọi người. Trước đó người ta từng nghĩ cặp đôi này kết hôn vì một sự ép buộc, nhưng thực tế đã chứng minh họ lấy nhau vì tình yêu.